ta lên đây đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, đấu tranh với bọn phản động, đấu tranh chống với cái xấu. Mà nó đang like thì em dẫn link này nè, em dẫn cái link này em thảy vô trong cái like của nó, là tụi nó lấy cái like chị rồi tụi nó muốn phân, nó mổ gì đó, nó mổ. Hả? Chị không có like lâu rồi, chị đâu có like. Mà bữa nay cái vụ này chị mới bức xúc chị mới like chứ. Hả? Chị mới bức xúc chị mới like đó chứ. Nhiên chào tất cả anh chị nha, Nhiên cũng lâu rồi Nhiên có like. Nhiên làm clip gửi cho kênh Giải Đọc Chính Trị của mấy em đăng đó. Thì hôm nay Nhiên lên đây là Nhiên lên đây từ năm 2016, 2017 đến nay 2021 rồi. Là Nhiên lên đây mục đích không phải là đấu tố cá nhân hay là xúc phạm bất cứ những anh chị em mà cùng quan điểm hay gì đó, Nhiên không làm điều đó. Nhưng mà những người mà từng nói là gọi là yêu nước, yêu nước yêu non đấu tranh mà lại bị ba bọn phản động dắt mũi là Nhiên chửi đó, không khác nào là bọn phản động. Thì qua đây Nhiên cũng gửi những cái lời này đến cái người tên Thanh Quắc á nha. Tôi nói cho cô Thanh Quắc nghe nè, cô lên đây gọi là cô á chống luận điệu, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc đúng không? Rồi á, cô chơi với ba que, bốn que, năm que, bảy que, cô chơi với thằng A Quy Nguyễn, chơi với trong tổ chức đạo Minh Quân, chơi nguyên cái bọn phản động nước ngoài. Cô chơi với ai tôi không nói cô là ba que, không phải là cô chơi với ba que mà tôi gọi cô là ba que, không bao giờ tôi gọi. Nha, tôi không gọi ba que cô là ba que. Mà mình chơi với ba que thì mình phải giữ vững lập trường. Đã khi mà chúng ta lên đây đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc với bọn phản động á, thì chúng ta chơi với bọn phản động phải... mình phải cái đầu phải lạnh hơn nó, phải cứng hơn nó, đừng có để nó dắt mũi mình. Cái đó mình chơi cái đó mình phải chơi khôn. Chơi cái kiểu như cô mà chơi ngu chết mẹ gì sao cô chơi? Hả? Tôi không cần biết ai nói về cô cái điểm gì thì ăn tiền bao que bốn que, mà tôi ở đây tôi không nói cô ăn tiền bao que cuộc phản động thằng A Quy Nguyễn. Tôi không nói nha. Tôi không nói, tôi không quy chụp cô là phản động hay là tôi nói cô là ăn tiền của thằng phản động mà quay clip cảnh sát giao thông đưa cho nó, tôi không nói. Mà ở đây tôi nói cho cô biết, cô đấu tranh chống lại cái xấu của bọn phản động đúng không, mà tại sao cô quay clip của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ hả? Đang làm nhiệm vụ mà đúng là nhiệm vụ của mà đảng nhà nước giao cho trách nhiệm là phải sao giãn cách xã hội, phải đi là sao mà nhắc nhở người dân không được ra đường. Từ lực lượng cảnh sát giao thông, công an hiện nay bây giờ là đang chạy ngoài đường là sao đi nhắc nhở người dân không được ra đường, mà hàng ngày á trên các đài truyền thanh ở nơi cô ở cũng vậy, hàng ngày nơi đài truyền thanh hàng ngày cũng rao nữa, nó mà đang nói chuyện hàng ngày phát thanh đài truyền thanh hàng ngày nói là chúng ta phải tuân thủ chỉ thị 16 của chính phủ, không được ra ngoài, nhà cách nhà nha, nhà cách nhà, tổ cách tổ, ấp cách ấp đó, thấy chưa, xã cách xã. Cô có nghe không, cô có nghe qua không? À, xã cách xã đó, huyện cách huyện đó, không được đi ra đường trong cái lúc này đó. Rồi tại sao mà hiện nay chỉ thị 16 của chính phủ đưa ra là giãn cách xã hội, là phát giấy cho toàn dân chúng ta luôn, toàn dân luôn, là mỗi một nhà vậy á, là đi chợ có 2 ngày. Tại sao vậy cô biết không, cô Thanh Quắc? Là chính phủ hiện nay bây giờ á, không cần tiền nữa, mẹ là không cần tiền về kinh tế nữa, mà bây giờ sao phải nhắc nhở người dân hàng ngày ở trong nhà, đó là chính phủ đang bảo vệ người dân. Trước nhất là nước ngoài là sao, nó mở kinh tế tự do để cho người dân đi tới đi lui là sao, nó quan trọng tiền hơn, nó quan trọng mạng sống. Còn trong nước Việt Nam hiện nay của chúng ta, chính phủ của chúng ta đó, thủ tướng chính phủ của chúng ta nói là giãn cách mà xã hội, chỉ thị 16 là phải sao bảo vệ người dân, là kêu người dân ở trong nhà, là đang bảo vệ người dân, bảo vệ mạng sống người dân. Mà cô đi ra đường là đó là cô đã sai lực rồi,
Cô đã sai lực rồi mà cô còn viện cớ là mượn tiền, mượn bạc, mượn này, mượn kia. Ủa đâu phải trên cả nước này, đâu phải riêng gì cô mà mắc nợ ngân hàng đâu. Đâu phải riêng gì cô mắc nợ ngân hàng, cả nước này lận. Nha. Cả nước này lận nha, 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 Thanh Quắc nha. Cả nước này mắc nợ ngân hàng lắm. Cả nước này đang đang cũng mắc nợ ngân hàng vậy, đâu phải riêng gì cô, mà cô phải đi ra ngoài, cô phải viện lý do là cô phải đi mượn tiền. Ủa cả nước lận mà. Giãn cách xã hội là cả nước phải cùng chung tay lợi để mà dập dịch với mà chính phủ. Mà tại sao cô là lại hả mà chống chỉ thị? Rồi khi mà cô chống chỉ thị rồi cô vượt qua một chốt rồi cô vượt một chốt thứ hai nữa, tới chốt thứ hai thì cảnh sát nhắc nhở kêu cô quay về mà hả nhắc nhở cô. Cô còn cự cãi, ừ bây giờ năn nỉ, ừ tôi đi đây đi đó đi năn nỉ, cố gắng mà năn nỉ. Cô biết tại sao không? Nhiều anh cảnh sát hiện nay bây giờ cảnh sát giao thông an ninh công an gì cũng vậy. Khi mà dân ra đường cô móc máy ra cô cầm cô quay là lấy gì mà cảnh sát giao thông mà thấy gì không phạt. Theo tôi đi ra đường đóng gì hoàn cảnh cô đi hiện đó đi. Tôi không lấy máy rồi tôi quay mà nói ừ anh ơi bây giờ trong lúc nhà em hết tiền rồi. Hết tiền rồi em đi mượn tiền ba về để em đi mua thực phẩm cho con, mua sữa đi đường gì cho con đó. Anh thông cảm cho em đi, con em còn nhỏ vậy vậy đó. Thì nói như vậy đi, năn nỉ hoài thì người ta cũng thả mình đi. Ta cho mình đi về. Chứ có ở đâu hả? Còn không được nữa thì mình đóng 3 triệu đó, mình đóng 3 triệu đó cũng chẳng mắc mát vào đâu. Mình đóng 3 triệu đó để chi cũng góp quỹ vô làm cầu đường xây dựng cho đất nước hiện nay bây giờ. Chứ cũng chẳng mắc vào đâu hết trơn, chẳng có ai ăn hối lộ được 3 triệu của cô hết á. Ha. Mà cô làm y chang cái bọn mà dâm chú cuội vậy đó, cô cầm máy cô quay cảnh sát cái giao thông ha, rồi cô đưa cho tên phản động mà A Quy Nguyễn, mà tên A Quy Nguyễn 2 3 năm về trước nó để cái hình Bác Hồ chúng ta, rồi nó để cái búa lên đầu Bác Hồ chúng ta, nó để cái cờ vàng ba sọc đó, cô thấy chưa? Cô đấu tranh với nó rồi bao nhiêu năm nay cô cũng biết bọn nó cực đoan cỡ nào, đúng không? Mà bây giờ tôi nói cho cô nghe nè, cô đấu tranh với bọn phản động thì bọn phản động nước ngoài á, bọn lưu vong bên nước ngoài á, nó là gì? Nó lợi dụng, nó bây giờ nó chơi cái trò lợi dụng là nó tiếp cận những cái người mà đấu tranh, tiếp cận những người dân chúng ta, nó chơi, nó lăng la, nó trà trộn, nó chơi để chi? Khi chúng ta ra đường hay là chúng ta có một cái gì bất xúc đó, bắt đầu nó kích, nó xúi để cho cô, để mà cô làm như hiện nay giờ cô làm, cô quay cảnh sát giao thông đó, cô gửi cho nó. Tuy cô gửi, cô không có kêu nó đăng. Nha cô Thanh Quắc, cô gửi mà cô không kêu nó đăng. Đây clip cô nói đây, tôi bắt lên cho mọi người nghe. Đây là bằng chứng của cô, tôi nói phải có bằng chứng không thôi là cô nói là tôi hả xuyên tạc cô thế này cái kia. Tôi không, tôi nói cái gì cũng phải là có chứng cứ đàng hoàng. Đây tôi cắt về đây, cô thừa nhận là cô có gửi cái clip cho A Quy Nguyễn. Đây tôi đem về đây. Rõ ràng ràng nó đâu có biết là em đưa thằng A Quy cái clip đó là với là mục đích gì. Em có kêu A Quy đăng đâu, cái thật là kêu A Quy, em chỉ nói giỡn chơi đồ má tao đen tao xui xẻo. Rõ ràng ràng nó đâu có biết là em đưa thằng A Quy cái clip đó là với là mục đích gì. Em có kêu A Quy đăng đâu, cái thật là kêu A Quy, em chỉ nói giỡn chơi đồ má tao đen tao xui xẻo. Tôi nói cho cô Thanh Quắc nghe gì nè, bọn phản động nó tiếp cận cô, tất cả mọi người dân mà đấu tranh trên không gian mạng này tiếp cận hết, để khi mà chúng ta có một cái bức xúc gì đó hay gì đó yếu thế ấy, yếu thế á, bắt đầu sao nó kích nó xúi để cho chúng ta lật ngược lại, để xúc phạm vào đảng nhà nước hay xúc phạm vào các lực lượng ngành công an an ninh, đi bôi nhọ vào các ngành các cấp để làm chi? Để làm mất uy tín của các ngành các cấp, lực lượng công an giao thông đó, để làm chi? Để người dân không còn tin tưởng vào công an, không tin tưởng vào lực lượng mà cảnh sát giao thông. Hiện nay trong nước hiện nay giờ lực lượng công an, lực lượng cảnh sát giao thông là nòng cốt bảo vệ trong nước của đất nước. Mà cô đi bôi, mà cô đi quay như vậy rồi cô gửi cho con Thanh Quắc như vậy, à, cô gửi cho thằng A Quy Nguyễn là trong tổ chức khủng bố của thằng Đào Minh Quân. À, mà thằng A Quy Nguyễn bao nhiêu năm nay nó nằm vùng để mà nó đi lòn đi để mà nó chống phá. Hả? Đừng có nói ừ nó tốt, ừ cô nói nó tốt phải không? Nó tốt sao nó đăng, nó bôi nhọ, nó bôi xấu, nó kêu oan cho cô đó. Ha? Rồi nè. Bọn phản động, từ bọn phản động bao nhiêu cái tổ chức khủng bố nước ngoài ha, bao nhiêu hội đoàn, bao nhiêu tổ chức nước ngoài nó tiếp cận người dân trong nước để nó mua chuộc, để cho người dân á
quay đoạn clip nhỏ đoạn clip lớn gì thảy cho nó, để làm chi? Nó lấy cái đó để nó đăng lên, để nó bôi nhọ vào các ngành các cấp, để làm chi? Để làm mất uy tín các ngành các cấp, lực lượng công an, an ninh đó, giao thông rồi đó. Nó cố tình nó bôi nhọ các ngành các cấp đó để chi? Để mất lòng tin với nhân dân. Bọn phản động thì nó đang tìm đủ mọi cách, dù cái clip nhỏ nhoi nhỏ nhặt đó, chuyện nhỏ mà nó xé ra thành to. Đúng chưa cô Thanh Quắc? Đúng chưa? Tại sao cô biết nó là phản động mà cô còn gửi cái clip đó cho nó, mà cô còn nói là cô gặp xui xẻo? Nó là phản động rồi mà cô còn quay clip cảnh sát giao thông đem về gửi cho nó, thì không khác nào cô tiếp tay cho thằng phản động lấy cái clip của cô để mà về nhà nó đăng lên để nó bôi xấu ngành cảnh sát giao thông. Vậy là cô nói cô yêu nước à? Vậy mà cô nói là cô đi đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc à? Biết nó phản động tại sao cô còn gửi cái clip mà bà bên tin nhắn với nó mà cô còn nói cô gặp xui xẻo nói chuyện với nó? Rõ ràng ràng nó đâu có biết là em đưa thằng A Quy cái clip đó là với mục đích gì. Em có kêu A Quy đăng đâu, cái thằng là kêu A Quy, em chỉ nói giỡn chơi đồ má, tao đen tao xui xẻo. Mà cô thà cô gọi điện đi, cô nói là tao gặp xui xẻo, hôm nay tao bị cảnh sát giao thông hả mà phạt, mày nói vậy đi cũng đỡ đi. Thì nó có quay đi chăng nữa mày cũng bẻ luận điệu khác lại. Đằng này cô nói hả, cô gửi clip qua rồi xong cô thừa nhận với mọi người là cô có gửi clip đó, mà ý cô là không cho A Quy Nguyễn đăng. Nó là phản động không, nó không đăng hả? Nó gặp cái clip đó nó mừng chết mẹ luôn chứ không đăng gì. Bọn phản động nó lúc nào cũng vậy. Bọn phản động lúc nào nó cũng vậy. Nó muốn tìm đủ mọi cách sơ hở hình ảnh của lực lượng công an, cảnh sát giao thông để mà nó đăng, để mà nó bôi nhọ các cái hình ảnh đó, mà những cái hình ảnh là đó là nòng cốt đang bảo vệ trong nước mà cô đăng như vậy, mà cô đang chống chỉ thị 16 như vậy, mà cô cố tình cô đăng như vậy. Như vậy là cô nói cô yêu nước à? Cô đấu tranh à? Là nó đấu tranh, nó yêu nước mà nó đấu tranh cái kiểu gì đó hả? Nó lấy hình ảnh cảnh sát giao thông ra nó quay rồi nó gửi. Nó gửi cho mà thằng A Quy Nguyễn trong tổ chức khủng bố của thằng Đào Minh Quân hả? Đủ mẹ tụi bay ra. Tụi bay yêu nước cái kiểu gì vậy hả? Địt mẹ tụi bay. Ở trong khi á hả, trong nước hiện nay bây giờ các ngành các cấp, lực lượng công an, an ninh cực khổ cỡ nào tụi bay biết không? Đủ mẹ hiện nay giờ đầu tiếng hả, giờ tụi bay ở nhà được ôm chồng ôm con, tụi bay ngủ tụi bay sung sướng. Còn công an, người cảnh sát giao thông là người hay là gì? Hả? Đủ mẹ là mày dạ, đã chống chỉ thị rồi, mày còn lỡ mày quay clip đó rồi mày đưa gửi cho thằng phản động nữa. Nhưng mong sao tất cả anh chị ở tỉnh nào mà của cái con phản động mà cái con ao con Thanh Quắc đó, anh chị lấy đúng cái clip đó, anh chị gửi thẳng vào lực lượng an ninh công an ở tỉnh của nó, là anh chị tin là con Thanh Quắc có ăn giấy mời bị phạt 7 triệu rưỡi hoặc mức cao nhất là 25 triệu hoặc 12 tháng tù. Mình chào chị, chào em, chào cả nhà. Cái nguyên nhân nó như cái câu chuyện thế này. Cái clip mà con Thanh Quốc nó đưa cho thằng A Quy á, là nó nằm ngoài cái dự đoán của tụi nó. Nó không ngờ tao bóc mẻ ra được. Mày hiểu không? Chị kể nguyên văn cái câu chuyện như thế này nè. 14 giờ, 16 giờ nghĩa là 4 giờ chiều thứ sáu á, nó đi ra ngoài đường, thì giữa nó với lại cái cơ quan chức năng này á, cái vấn đề quan trọng ở đây là không phải nó quay cái đoạn clip này nó thảy cho thằng A Quy đó, mình là vấn đề mình cần nói, mày hiểu không? Cái câu chuyện này tình cờ thôi, tình cờ tao bóc mẻ ra được thôi, chứ thật sự nếu mà tao không bóc mẻ ra đó, là cái câu chuyện này thằng A Quy nó sẽ đem cái bài con Thanh Quốc nó đăng lên, và đéo có ai biết là thằng A Quy đăng lên. Mày biết tại sao không? Nghĩa là tao tình cờ tao lướt đi ngang một cái diễn đàn kia, tao mới nghe thằng A Quy nó nói là lúc đó là 11 giờ đêm ngày thứ sáu, nó nói là bên những anh chị em cờ đỏ đó, một người hay lên chống luận điệu xuyên tạc đó, bị công an đàn áp, bức xúc mới quay đoạn clip gửi qua cho nó, nhờ nó kêu oan giùm. Mày hiểu chưa?
Để nguyên văn câu chuyện là con Bây giờ này em đi nói ra với ngoài chị đường, nè. nói là con Thân Quốc quay cái đoạn clip này 4 giờ chiều là 6 giờ tối giờ Việt Nam á, là thảy qua cho nó biểu nhờ nó là kêu oan giùm. Mày có hiểu điều đó chưa? Tao rằng con Thanh Quốc nó mở một cái like hoặc nó đưa cái đoạn clip lên, nhưng lý do gì nó quay cái đoạn clip nó đưa lên cho mày, mà trong khi nhà nước và chính phủ và nhân dân cùng áp dụng nghị chỉ thị 16 để cho ổn định lòng dân thứ nhất, thứ hai nữa vấn đề là dập dịch. Nó đã chống cái chỉ thị 16 rồi là mình đã nói cái sai là sai thứ nhất rồi, cái sai thứ hai nó quay cái đoạn clip đó. Và cái sai thứ ba nữa là nó thảy cái đoạn clip đó cho thằng A Quy, nó biểu thằng A Quy đăng lên trên trang nhà thằng A Quy, thì mày thấy cái độ mất dạy của con này nó rất là khốn nạn. Lấy cái clip của nó nói cảnh sát giao thông, rồi lấy cái đoạn clip mà chị cắt ở dưới bình luận đó là nó nói là nó thừa nhận nó gửi clip này cho thằng A Quy Nguyễn, và lấy cái clip của các anh chị mà đấu tranh trên không gian mạng này, em nhập vô em đăng lên cho bà con biết cái bộ mặt của nó đó. Mày lên đây mày nói mày đấu tranh mày yêu nước gì, mày đấu tranh chống phản động mà mày như vậy đó hả? Trong thời điểm này thì đảng nhà nước đang dập dịch như vậy, đang căng mình ra gồng mình để mà cùng nhau mà với dân để mà dập dịch, mày ở đó mày đi tiếp tay cho bọn phản động mà chống chỉ thị 16 à, cho mà chống chỉ thị mà 16 rồi mà mày còn ngông cuồng mày quay clip đó, tại sao mày không đăng đi Thanh Quắc? Mày mà đăng ha, mày không có ngồi yên tới bữa nay ở nhà mà mày like mày nói chuyện xàm xí đú gì đâu mày, cho mày biết như vậy đó. Tại mày đưa cho bọn phản động, tao mới hay thôi, tao hay tao làm lớn chuyện nè, tao cho mày biết. Đừng có nói, tao lên đây đó, tao nói cho mày biết Thanh Quắc, tao lên đây là tao đấu tranh, tao chống bọn phản động, tao đấu tranh chống lại cái bọn xấu. Để chi? Tao bảo vệ an ninh mà tổ quốc cùng với mà đảng nhà nước. Dù là một người dân, tao thấy những cái gì mà ai mà sai à, trong đất nước này ai mà xuyên tạc vào đảng nhà nước, xuyên tạc vào các ngành các cấp là tao bảo được bảo vệ, tao bảo vệ hết. Tại đây tao bảo vệ các ngành các cấp đó, tao bảo vệ đảng nhà nước để làm chi? Được an ninh trật tự xã hội, được con tao và gia đình tao sống được bình yên và cả nước sống bình yên. Còn mày tiếp tay cho bọn phản động, mày quay clip cảnh sát giao thông rồi mày đưa cho bọn phản động đăng đi bôi nhọ vào các ngành các cấp, như vậy mày đúng à hả? Mày còn ngông cuồng mày chửi người này người kia nữa hả? Tao cho mày ngông cuồng, tao đã lên tiếng rồi, tao cho mày ngông cuồng hả? Nhưng chào anh chị nha, nhưng chúc anh chị buổi tối hạnh phúc ngủ ngon.